Quý vị đang đến với phần 4 của bản tin FBNC. Năm 2016, theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, thị trường phát triển tương đối tốt. Tuy không phát triển mạnh mẽ như những năm trước đây, nhưng bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định. Dù giai đoạn cuối năm thị trường có dấu hiệu chững lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Bước sang năm 2017, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phát triển với một kịch bản mới do những biến động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Vậy cụ thể thị trường bất động sản Việt Nam sẽ phát triển theo kịch bản nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên FBNC ngay sau đây. Trong năm 2016, các loại hình phân khúc bất động sản đều có xu hướng tăng trưởng, nhưng giữa các phân khúc lại có mức phát triển không đồng đều. Tình trạng đầu tư lệch pha sang thị trường bất động sản cao cấp và phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã diễn ra trong cả năm 2016, dù về cuối năm thị trường có sự điều chỉnh. Các chuyên gia nhận định năm 2017 do thị trường khó khăn và những biến động của tình hình kinh tế vĩ mô nên sẽ không có những dự án cao cấp có vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, 7.000 tỷ đồng hay 10.000 tỷ đồng khởi công dồn dập như năm 2016. Khi chúng tôi phát hiện cái dấu hiệu chứng lại của thị trường bất động sản năm 2016, chúng tôi đã báo cảnh báo ngay. Chúng tôi phát hiện sự lệch pha của thị trường bất động sản năm 2016 qua cái lệch pha qua phân khúc cao cấp và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thì chúng tôi đã cảnh báo ngay với thị trường. Và bên cạnh đó chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp là chuyển hướng đầu tư qua bất động sản vừa túi tiền. Mà nếu có nhiều doanh nghiệp như thế đầu tư vào phân khúc thị trường bất động sản vừa túi tiền này thì về bình diện toàn bộ thị trường cũng sẽ giúp tái cân bằng thị trường bất động sản và giúp lành mạnh hóa thị trường bất động sản, giúp giảm thiểu cái rủi ro, cái nguy cơ trên thị trường bất động sản. Và điều đó chính là chúng ta tự cứu chúng ta và nó sẽ là một cái tín hiệu rất tốt cho thị trường bất động sản năm 2017. Sang năm 2017, các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản Việt Nam có thể phát triển với 3 khả năng. Thứ nhất, khả năng thị trường tăng trưởng với cân đối cung cầu, mức tiêu thụ bất động sản tốt hơn năm 2016. Đây là kịch bản nhiều người mong muốn, nhưng chỉ xảy ra khi kinh tế thế giới không có biến động, khủng hoảng và kinh tế Việt Nam phải đạt đỉnh. Tuy nhiên, kịch bản này được đánh giá là rất khó xảy ra trong điều kiện kinh tế vĩ mô hiện nay của Việt Nam. Thứ hai, khả năng thị trường đi ngang với một số phân mảng bất động sản điều chỉnh giảm, một số mảng tăng, kịch bản này được nhận định là nhiều khả năng xảy ra nhất hiện nay. Thứ ba là khả năng bất động sản Việt Nam suy giảm và trầm lắng. Đây là kịch bản ít người mong muốn nhất nhưng vẫn có thể xảy ra nếu tình hình thế giới bất ổn hoặc nền kinh tế trong nước có bất kỳ trục trặc nào, thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, nguồn cung nhà ở thương mại giá rẻ cũng sẽ dần gia tăng nhằm hướng đến phục vụ nhu cầu nhà ở của những người có thu nhập trung bình, lao động tại các khu công nghiệp. Một yếu tố khác tác động lớn đến sự phát triển của thị trường bất động sản năm 2017 là dòng vốn tín dụng. Bởi nguồn vốn tín dụng luôn được xem là có vai trò quyết định để phát triển thị trường bất động sản với ước tính cơ cấu vốn chiếm từ 70 đến 80% giá trị. Năm 2017, nhiều chuyên gia nhận định sẽ là năm khó khăn của thị trường bất động sản. Bên cạnh việc lãi suất ngân hàng có nhiều biến động, thị trường bất động sản còn phải đối mặt với những thách thức lớn về dòng vốn cho vay do đang bị thu hẹp lại bởi các quy định mới được ban hành. Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, thông tư số 06 sửa đổi thông tư 36 về điều chỉnh giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng chính thức được triển khai. Động thái này sẽ tác động trực tiếp lên dòng vốn cho vay của bất động sản, gián tiếp siết chặt dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản trong năm sau. Theo quy định, nguồn vốn cho vay trung và dài hạn sẽ bị giảm bớt 10% xuống mức 50% thay vì 60% như hiện nay. Hệ số rủi ro trong đầu tư và kinh doanh bất động sản tăng từ 150% lên đến 200%. Theo các chuyên gia, nguồn vốn cho vay bất động sản của các ngân hàng và định chế tài chính bị hẹp lại. Việc tiếp cận vốn ngân hàng của cả doanh nghiệp và người dân sẽ khó khăn hơn. Đó là chưa kể, việc lãi suất ngân hàng được các chuyên gia dự báo sẽ còn nhiều biến động vào năm sau. Tôi e rằng đi vào 2017, nền kinh tế của chúng ta sẽ đi vào một cái giai đoạn trì trệ. Nếu mà chúng ta có những cái bước đột phá thì có thể kinh tế tiếp tục tăng trưởng, còn nếu không có thể ở cái mức hoặc là đi ngang hoặc là trì trệ. Thì trong trường hợp đó thì cái dòng vốn cho tín dụng bất động sản có thể sẽ bị giới hạn lại. Đặc biệt nữa là chúng ta biết rằng có hai cái thông tư, có hai cái quy định của Ngân hàng Nhà nước theo thông tư 6 là thông tư sửa đổi thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước sẽ ảnh hưởng tới thị trường bất động sản. Cái quy định thứ nhất là tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ kéo xuống từ 60% xuống 50% bắt đầu từ đầu năm. Và cái quy định thứ hai là hệ số rủi ro cho tín dụng kinh doanh bất động sản sẽ tăng lên từ 150% lên 200%. Thì nội hai cái quy định đó nó sẽ giới hạn lại cái hoạt động tín dụng của các ngân hàng cho khu vực bất động sản.
Nguồn cung thị trường bất động sản năm 2017 được dự báo sẽ có sự chuyển biến mạnh sang phân khúc bình dân, nhà giá rẻ để đáp ứng 70% nhu cầu của thị trường sau sự phát triển nóng của thị trường ở phân khúc cao cấp trong năm qua. Tại các thành phố lớn, có thị trường bất động sản phát triển mạnh như thành phố Hồ Chí Minh, CBRE Việt Nam dự báo trong năm sau sẽ có gần 44.000 căn hộ mở bán với tỷ lệ thành công đạt gần 60%. Trong đó, gần 40% căn hộ thuộc phân khúc bình dân. Tồn kho bất động sản năm 2016 với gần 31.000 tỷ đồng giá trị cũng là nguồn cung ổn định cho thị trường. Nay thì theo cái báo cáo, tồn kho bất động sản còn khoảng 31.000 tỷ so với 120.000 tỷ của năm 2013. Nhưng mà những cái dự án tồn kho là chủ yếu là những cái dự án ở xa trung tâm. Đấy, và theo đánh giá chung thì tình hình giao dịch cũng như là nguồn cung đương dồi dào. Chính vì vậy mà nguồn cung bất động sản có thể đáp ứng đủ được cái nhu cầu của thị trường. Vì vậy mà giá cả bất động sản của năm 2017 cũng không thể tăng mạnh được, mà nó cũng chỉ tăng theo như là chúng tôi đánh giá nó cũng bằng mức tăng của năm 2016, cỡ khoảng 5% gì đó. Tâm điểm của thị trường bất động sản năm 2016, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng được dự báo sẽ tiếp tục có sự phát triển trong năm 2017, dù không mạnh mẽ như trong năm qua. Theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng năm 2017 sẽ tiếp tục bùng nổ với cuộc chạy đua không ngừng nghỉ của các ông lớn bất động sản như Vingroup, FLC, BIM Group, Sun Group, CEO, Novaland, v.v. Đồng thời với sự trở lại thị trường của một số các chủ đầu tư nước ngoài như Indochina Land, Vina Capital, năm 2017 hứa hẹn sẽ là năm mà thị trường tiếp tục sẽ có thêm nhiều sản phẩm bơm tấn có tính cạnh tranh cao. Năm 2017, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỷ đồng. Theo giáo sư Võ, du lịch phát triển cũng là bàn đạp mạnh mẽ để thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phát triển trong năm 2017. Hiện nay, phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang có cái đà phát triển khá mạnh. Nó bắt đầu được mở từ 2015. 2016 thì số lượng dự án tăng lên khá cao và hút được vốn đầu tư của rất nhiều người dân, người tiêu dùng đầu tư vào các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Và hiện nay thì cái tình trạng gọi là ở đâu đó cung vượt cầu thì vẫn chưa xảy ra. Cầu du lịch Việt Nam thì triển vọng còn rất lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm để tăng hơn nữa cầu về du lịch. Tôi cho 2017 thì vẫn là năm mà có thể có cơ hội phát triển mạnh cái phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đầu tư theo kiểu phi truyền thống, tức là đầu tư là có chủ dự án đầu tư và đồng thời gọi được vốn đầu tư của rất nhiều người tiêu dùng đầu tư vào để mua từng cái đơn vị bất động sản du lịch nghỉ dưỡng một. Các chuyên gia bất động sản nhận định tình trạng bong bóng bất động sản sẽ khó xảy ra trong năm 2017 bởi thị trường chưa hội đủ các yếu tố như kinh tế phát triển nóng, chính sách tín dụng bị buông lỏng, lệch pha trong cung cầu và có sự gia tăng rất lớn của các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp. Thay vào đó, các chuyên gia dự báo thị trường bất động sản trong năm 2017 có thể sẽ tiếp tục dẫn lại như năm 2016 và sẽ có sự điều chỉnh lớn để giải quyết sự lệch pha cung cầu về phía phân khúc bất động sản cao cấp như hiện nay. Tiếp nối câu chuyện về thị trường bất động sản sẽ là cuộc trao đổi của FBNC với ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh về những kỳ vọng của thị trường bất động sản năm nay.